Sau 30 phút thì mặt nạ bột mì và sữa tươi của mình đã khô hoàn toàn, mình thì có thể sờ thoải mái. Mình sẽ cẩn thận bóc từ dưới lên trên, bởi vì nếu mà các bạn bóc từ trên thì nó sẽ không tốt cho da. Khi bóc từ dưới thì da sẽ không hình thành nếp nhăn. Tuy rằng mà bên ngoài của mặt nạ nó khô đanh nhưng mà trong nó vẫn còn độ ẩm, bởi vì khi mình đắp thì cái lớp mình đắp một lớp rất là dày. Các bạn có thể, nếu mà để khô quá thì cũng không tốt, để khô quá thì lúc đó da bạn nó đã mất nước. Cho nên bên ngoài bột khô nhưng bên trong cái lớp bột mà tiếp xúc trực tiếp với da ấy, nó vẫn còn độ ẩm thì là rất tốt. Bây giờ các bạn sẽ rửa mặt bằng nước mát, nước lạnh hoặc nước ấm. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ xịt nước hoa hồng. Xịt nước hoa hồng sẽ làm cho lỗ chân lông se và săn chắc. Và đấy cũng là một bước để giữ gìn, duy trì độ ẩm sau khi đắp mặt nạ.